chà. Chào Nastia, chị sẵn sàng ngủ ở phòng em rồi nè. Chào Evelyn, rất vui gặp chị. Mình ra ngoài chơi đi ha. Đi luôn. Rắn kìa. Chị sợ rắn lắm. Phải làm cho nó biến mất mới được. Không Evelyn, dừng lại đây Evelyn. Không 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 không. Loài rắn rất là nguy hiểm, cho nên chị không được tấn công nó đâu. Lùi từ từ về sau. Lên đây. Em không dám. Dù em rất muốn lên đó mà. Nastia, lên chơi đi, vui lắm á. Không, em sợ. Không. Ồ, được rồi, cứ tập từ từ. Em có thể thử khi nào mình sẵn sàng. Dạ. Muốn thử. Đừng lo, em sẽ làm được thôi. Để chị giúp cho em nha. Được, đi thôi. Đi. Em có thể làm được mà. Hay lắm, em vượt qua nỗi sợ của mình rồi. Con tới đây. Xin chào. Xin chào. Nhìn nè, cái này rất có ích nha. Ngon quá đi. Hả? Em sợ sét. Mình phải trốn, phải trốn. Làm vậy. Em thấy chưa, sếp chỉ đánh vào cây cối mà thôi. Nhìn nè, cái này giống với sếp. Em sẽ không bị thương nếu tuân theo luật của nó. Là tiếng sấm đó. Nhìn nè Nastia, sấm chỉ là âm thanh thôi, nó không làm hại em đâu. Ôi, em hiểu rồi, em không sợ nữa. Tới giờ đi ngủ rồi á. Tắt đèn á nha. Chị sợ bóng tối lắm. Không, đừng sợ mà. Bóng tối không có gì nguy hiểm đâu. Biết là vậy, nhưng mà chị vẫn sợ lắm. Nó cứ làm chị sợ á. Mẹ nỗi sợ của chị ra đây. Được rồi. Nhìn nè các cậu, đây là nỗi sợ bóng tối của mình. Còn đây là nỗi sợ trước đây rất lâu của mình. Rồi em làm sao? Đây nè. Ok.
giùm đi. Wow, được rồi nè, chị không còn sợ nữa. Các bạn à, sợ hãi thì không sao hết. Yeah, nhưng mà điều quan trọng là các bạn phải cố gắng vượt qua nỗi sợ nha. Chúc ngủ ngon, Emmeline. Ngủ ngon nha, Nastia. Tạm biệt. Next video. Chào Nastia, mình đi dã ngoại với nhau đi. Được chứ, đi thôi. Đi xe của mình nè. Cái này không tốt cho môi trường sống đâu. Khói từ xe ô tô làm ô nhiễm bầu không khí và ảnh hưởng tới tự nhiên. Vậy hả? Mình không biết. Đổi sang đi bằng xe scooter đi. Emmeline, không không không, này là đồ ăn cho động vật đó. Nấm là đồ ăn cho động vật, nên nếu nhổ chúng hết thì động vật không có gì để ăn nữa. À, giờ thì mình biết rồi. Hữu cơ dưới lòng đất biến thành phân hữu cơ và sẽ là phân bón cho cây cối. Nhìn nè, đây là điều tụi mình nên làm. Phải đào lỗ trước á. Được rồi. Cho rác vào đây nè. Giờ thì phải lấp đất lại. Được rồi, cái này nữa nè. Không không không, cái đó không ủ được. Phải mất nhiều thời gian thì nhựa mới phân hủy được, cho nên nó sẽ làm hại cho đất và rất có hại cho côn trùng với cây cối dưới đất. Đem cái chai này về đi. Ok. Mình luôn tái chế nó. À, mình hiểu rồi. Thôi, chào ba. Chào các con. Tụi con giúp gì cho ba được không? Được, các con có thể tưới cây giùm ba. Mình nghĩ làm như vậy lãng phí rất nhiều nước. Nước sạch không có nhiều trong tự nhiên, nên chúng mình phải sử dụng một cách tiết kiệm. Mình biết phải làm sao. Nè, đám mây ơi, tới đây. Tới đây đi, nhanh lên. Xin chào các cậu. Giỏi lắm các con. Cảm ơn ba. Trái cây ngon này là do mình trồng á. Tụi mình rửa tay đi ha. Ok. Emmeline nhìn nè, nhiêu đây là đủ lau tay rồi. Giấy được làm từ cây, chúng mình phải tiết kiệm giấy để người ta không phải đốn nhiều cây trong rừng nữa. Ồ, hiểu rồi, từ giờ mình sẽ không lãng phí giấy nữa, tuyệt lắm. Là con nhện kìa, mình ghét nhện lắm. Chết nè. Dừng lại đi, Evelyn. Gì vậy? Nhện là thức ăn cho chim. Nếu cậu giết nhện thì chim không còn gì để ăn nữa. Để xem cậu có thích nó không. Được rồi, mình biết rồi. Mệt quá đi, mình muốn xem tivi. Đủ rồi. Nè,
năng lượng có thể sẽ hết, nên các bạn phải tiết kiệm và tận dụng ánh sáng mặt trời thay vì dùng đèn nha. Chúng mình phải tiết kiệm năng lượng. Ok, cảm ơn nha. Những gì mình học được trong hôm nay rất thú vị, mình cùng học thêm nữa đi ha. Yeah, ý hay đó. Next video. Hôm nay là ngày tình bạn đó, một ngày trọng đại đó nha. Giờ thì mình sẽ làm thiệp cho tất cả các bạn của mình. Hi Nastia, chúc mừng ngày lễ tình bạn nha. Nè Nastia, mình có quà cho bạn nè. Cảm ơn nha. Và cái này cho bạn nè, một con mèo á. Cảm ơn nha. Vòng cổ tình bạn nè. Một bên trái tim của bạn, còn bên kia là của mình. Cùng làm thiệp tình bạn cho các bạn và cả hàng xóm nữa nha. Phải, cho ba mình nữa. Chúc mừng ngày tình bạn. Wow. Wow. Các con quả là những người bạn tốt mà. Cảm ơn, cảm ơn. Cho hàng xóm nè. Và cho bạn nữa. Nhìn nè Evelyn, mình quên bạn ấy rồi. Đúng vậy. Có chuyện gì thế? Chúc mừng ngày tình bạn nha. Ông không thích những ngày lễ này. Chúng mình phải làm gì đó thôi. Đúng vậy, mình phải cho cậu ấy biết thế nào là ngày tình bạn thật sự. Nha. Yeah. Ông ơi. Gì thế? Sao ông lại không thích ngày tình bạn? Vì ông không có bạn, không ai đến thăm ông cả. Mình biết rồi. Ông có thấy quý cô kia không ạ? Cầm cái này đây nè. Và cái này nữa. Đến bên cô và nói rằng hãy làm bạn với nhau nha. Được, ông sẽ thử. Hai. Hai. Cảm ơn vì đã là người hàng xóm tốt bụng nha. Có lẽ chúng mình nên thường xuyên đi dạo hay giúp đỡ lẫn nhau gì đó nhỉ? Tất nhiên rồi. Làm tốt lắm. Ok. Hello. Chào Ala. Chào nha. Chào Clara nha. Chào Martin. Chú Yuri ơi. Hả? Chú mang hành lý giúp con được không? Được. Cảm ơn chú. Chú Yuri ơi. Đến đây. Có chuyện gì thế? Đèn bị hư rồi chú ơi. Ồ, rồi. Yeah. Cảm ơn chú nha. Chú Yuri. Chú Yuri. Hả? Martin. Chú giúp con nha. Được. Cảm ơn chú. Ba ơi. Ba ơi. Nastia. Sao thế Nastia? TV mở không được nè ba. Claudia.
Chú Yuri ơi, chú mở giúp con chai nước được không ạ? Tất nhiên rồi. Cảm ơn chú. Chú Yuri ơi. Ola, sao thế? Con đau bụng quá. Ok, chờ chú một chút. Đây. Con cảm ơn. Chú Yuri ơi. Martin, chú chơi với con đi. Ok. Nastia, chờ chút. Chú Yuri ơi, chú Yuri. Sao, có chuyện gì thế? Tụi con đói quá. Chúng ta muốn ăn gì đó. Chú gọi món giùm tụi con được không hả chú? Chờ một chút nha. Cảm ơn chú nha. Chú Yuri ơi. Chú Yuri. Chú Yuri ơi. Bye. Chú Yuri ơi. Chú đâu rồi ta? Hay là ở đây ta? Nhỏ nhỏ thôi. Ba mình đang ngủ. Hình như là chú chăm cho chúng mình nhiều quá nên mệt đó. Mình giúp cho ba nha. Vậy mình làm gì giờ? Chúng ta dọn nhà đi nha. Cảm ơn. Wow, tuyệt quá đi. Wow, dễ thương ghê. Luôn giúp đỡ cho ba mẹ nha. Bye. Next video. Xin chào. Chào bác sĩ. Kiểm tra thị lực của con nha. Con phải đeo kính này trong một tháng. Tạm biệt bác sĩ. Tạm biệt. Chào các cậu. Xin chào. Chào các em. Nhìn lên bảng đi. Sai hết rồi. Em bị điểm F. Ôi không. Tới giờ học thể dục rồi. Cùng chơi bóng đá nào.
cậu đeo kính thì sao mà chơi được? Được thôi. Chơi nào. Ba ơi, tại kính mà con bị điểm xấu. Con không muốn đeo kính nữa đâu. Nhìn nè, những người này cũng đeo kính luôn đây. Họ rất tuyệt và có rất nhiều bạn. Hãy là chính mình và yêu bản thân mình. Dạ, con hiểu rồi. Con có thể trông sành điệu hơn đó nha. Cũng vậy. Mình đeo thử kính của cậu được không? Được chứ. Đẹp lắm. Mình thử nữa được không? Đeo kính không tệ. Và nó cũng không phải trò cười. Mình biết rồi. Cậu ấy còn sắp niềng răng nữa. Chúng mình sai rồi. Đúng rồi, lẽ ra tụi mình không nên cười. Chào bác sĩ. Bác sĩ khỏe không? Xin chào. Rất vui được gặp lại con. Dơ, lơ, e, cơ, dơ. Ồ, tốt hơn rồi. Vậy con niềng răng được không? Được chứ, tốt. Hãy luôn là chính bạn nha. Next video. Nastia, con đi du lịch với ba không? Dạ. Được rồi, thẻ nè, tiền nè, giấy tờ nè. Con muốn đem đồ chơi đi theo. Mình quên đem nước rồi, phải lấy một chai. Được rồi, đi thôi. Giao hàng đồ chơi đây. Không. Không được, mở cửa cho người lạ, nhớ chưa? Mở cửa ra đi nào. Không, không, không. Con không được tự bật bếp, nhớ chưa? Không, không, không.
Dừng lại, đây là phòng của mình, đồ chơi của mình, sao mình phải sợ chứ ta? Được rồi các cậu, dọn dẹp thôi nào. Đồ chơi Halloween của mình, tạm biệt bạn rắn. Tạm biệt. Luôn tắt vòi nước sau khi sử dụng nha. Hả? Ai đó? Là ba đây, mở cửa đi. Ba hả? Làm sao con tin là ba được? Con thích món gì nhất? Món salad, salad. Con thích động vật nào nhất? Là mèo. Là ba, đúng là ba rồi. Chào ba. Oh, Nastia, ba rất xin lỗi nha. Ba ơi, con đã ở nhà một mình á. Ba biết, con đã làm rất giỏi. Next video. Mình biết phải làm gì. Phải đi tìm người lớn và nhờ người đó giúp mình tìm đường về nhà. Cùng chơi nha. Con bị lạc, con muốn tìm ba. Đi thôi. Nào, ngồi đi con. Ba con tên là Yuri. Được rồi, chú sẽ tìm cho con. Chú tìm thấy rồi. Xin chào. Ai vậy? Anh ấy tên là Yuri. Không không không, đó không phải ba con. Được rồi. Gà. Đây, anh ơi. Đi với tôi. Đi nào. Được. Nhìn nè, đây là ba của con, Yuri. Xin chào. Không phải ba của con. Tạm biệt. Bye. Nhìn nè, đây là ba con đây. Hả? Tên của anh là gì? Yuri. Không, đó không phải ba con. Nhà của mình ở đâu? Ba mình ở đâu? Tuyệt. Là ba đã dạy cho con. Địa chỉ nhà con là gì? 777 Swiss Street. Đi thôi.
Nhìn kìa, đây là nhà con. Wow, được rồi, kiểm tra lại. 7, 7, 7. Squeep, shit. Yeah, cảm ơn chú đã giúp con nha. Đừng để lạc nữa nha. Các bạn có biết địa chỉ nhà mình không? Nếu không thì hãy học thuộc đi nha. Next video. Đây là nút kim cương thứ 8 của mình. Ăn mừng thôi nào. Mình sẽ mời bạn bè đến. Alo, alo. Hãy đến ăn mừng nút thứ 8 với mình nha. Nút kim cương. Mình ghen tị lắm luôn. Khỏi luôn. Hôm khác đi. Bye bye nha. Không hả? Bye. Ok, bye. Alo. Alo. Đến ăn mừng nút thứ 8 với mình nha. Cái gì? Nút thứ 8 sao? Hay quá đi. Không, mình không đến đâu. Không. Ok. Alo, Evelyn. Đến ăn mừng nút thứ 8 với mình nha. Ok, mình sẽ đến. Ok, mình sẽ đợi bạn nha. Alo, alo, Arian. Đến ăn mừng nút thứ 8 với mình nha. Ok, mình sẽ đến. Yeah, hôm nay nhớ đến nha. Họ chưa tới nữa. Tìm chúng mình đi. Tìm chúng mình đi. Tìm chúng mình đi. Bản đồ. Tìm chúng mình đi. Bye bye. Bye, nhìn nè. Tìm chúng mình đi. Ba có nghe không? Đi theo bản đồ đi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Ba, hai, một. Đồ chơi của mình ở Target. Chúc mừng bạn nha. Chúc mừng nha. Bạn nha. Nhìn nè. Bạn giỏi lắm luôn. Đồ chơi của bạn ở Target nè. Wow. Cảm ơn. Mình sẽ mua cho bạn đồ chơi của mình. Cảm ơn. Wow. Ngôi sao nhạc rock nè. Dễ thương quá. Mọi người ơi, bật đi thôi nào. Các bạn, khi bạn bè của bạn có thành tích gì đó, hãy chúc mừng họ nha. Và hãy luôn luôn hòa nhập và cổ vũ họ trong mọi việc họ làm nha. Cảm ơn nha, các bạn là bạn thân của mình. Vào đi ạ. Cho mình tham dự bàn thi với các bạn nha, được không? Dạ, được chứ, vào đi. Next video. Mình sẽ làm giấc nhờ ma quái. Kêu Thiên Tuyến và thành phần bí mật. Mình không biết đây là gì, nhưng chắc là nước. Dạ, yeah. Trộn nha. Cái gì đây?
Được không, Nastia? Ồ, chúng ta cần thành phần bí mật. Trộm thay. Ok Google, làm sao để làm chất nhân? Bất kết nối. Chắc chúng ta nên đến xưởng chất nhân. Ý kiến hay. Dạ. Nastia và ba đến viện Slumu để tìm hiểu cách làm chất nhờn. Nơi này giống nhà bếp chất nhờn. Một thầm bí mật. Quá trời luôn. Ôi trời ơi, con muốn sống ở đây. Giờ chúng ta sẽ khám phá công thức thật sự của chất nhờn. Để tạo ra chất nhờn, chúng ta cần có keo. Sau đó thêm hàn the để kích hoạt chất nhờn và trộn tất cả lại với nhau. 30 phút sau. Bạn có thể thêm mùi cho chất nhờn và Nastia tất nhiên sẽ chọn mùi lông mèo con. Chúng mình đã thêm mùi này, sau đó có thể chọn màu. Nastia đã chọn màu xanh lá cho chất nhờn. Chúng ta cần đợi trong một tiếng. Ok. Trong một tiếng ta sẽ có được thế này nè. Giờ mình biết cách làm chất nhờn rồi. Cố lên ba ơi, cố lên, cố lên. Nhảy. Hay quá đi. Nastia ơi. Một, hai, ba. Đến lượt con Nastia. Hay quá. Một, hai, ba, ok. Chất nhờn dạ quang hả? Yeah. Ôi trời ơi. Màu đen. Màu gì cũng có. Xanh lam, xanh lá, hồng, cam, vàng, xanh ngọc, tím. Con muốn con kỳ lân. Đúng rồi.
keo trong suốt. Giờ thì cần chất kích hoạt chất nhờn. Giờ thêm chút kem dưỡng da nha. Bước tiếp theo là trộn bằng tay nè. Ok. Wow. Giờ đến các bạn làm nha. Bye bye. Bye. Next video. Phiêu lông của mình đâu? Hả? Ồ, chờ xíu. Alo, Nastia, mình cần giúp đỡ. Bạn mình cần giúp đỡ. Siêu anh hùng Nastia xuất hiện thôi. Của con đâu? Nước rửa tay đâu hả? Quên mất rồi. Đóng cửa hàng đi. Một phút thôi. Nastia, mình cần giúp đỡ. Nastia, đến đây nha. Bạn mình cần giúp đỡ. Siêu anh hùng xuất hiện thôi. Đúng. Con có khẩu trang, có nước rửa tay nữa nè. Ok. Bye bye. Mình đói quá. Mình cũng vậy, đi ăn gì đó đi. Trống không? Không có đồ ăn. Đói quá đi. Bạn mình cần giúp đỡ. Ồ, mình nên gọi sale đầu bếp Nastia đi. Ý hay đó. Nastia, bọn mình cần giúp đỡ. Bạn của mình cần giúp. Mình sẽ đến ngay. Sale đầu bếp Nastia đã sẵn sàng. Chào, chào
Wow. Lắm đó nha. Thank you.
cái gì? Đây là cát, không phải bánh. Còn có món gì khác hay không? Dạ có chứ. Ok. Dẻo gấu. Sao vậy chứ? Không phải là cà phê thật đâu, cà phê giả bộ thôi. Wow, con sáng tạo quá đi. Con có ăn gì hay không đây? Dạ có. Sô cô la đó. Ồ, cái gì? Không phải đồ ăn. Thử đi. Yeah, sô-cô-la ngon quá. Con vậy nha. Yeah, dạ được. Nghiền bánh quy nha. Ok. Cảm ơn con. Con có tiền lẻ không? Dạ có. Mọi người, đây là giấy ăn được đó. Mùi thơm quá đi. Ngon quá nè. Đúng là đầu bếp sáng tạo mà. Các bạn đừng ngần ngại sáng tạo nha. Bye. Next video. Xin chào. Xin chào. Ba ơi, ba ở trên kìa. Côn trùng. À, xem thử nào. Đi thôi. Đi đến đây. Là côn trùng đó con. Con rồi. À, không. Bỏ rùa. Là bỏ rùa nè. Kiến. Đơn giản. Bướm. Wow. Con chuồn chuồn nè. Đi ra ngoài thôi. Bắt côn trùng nha. Con chọn cái này. Nhìn kỹ hơn nha.
Lắm. Next video. Hey. Trẻ em không được đi lên ô tô của người lạ hoặc người cố gắng đưa đồ miễn phí cho mình. Nguy hiểm lắm nha. Cứu! Trẻ em không được đi lên ô tô của người lạ hoặc người cố gắng đưa đồ miễn phí cho mình. Nguy hiểm lắm. Ồ, còn nít. Trẻ em không được lấy đồ không thuộc về mình hoặc món đồ mà bạn không biết nó là gì, và đừng nói chuyện với người lạ. Dừng lại. Trẻ em không được lấy đồ thuộc về mình hoặc món đồ mà bạn không biết nó là gì, và đừng nói chuyện với người lạ. Còn nít. Trẻ em không được mở cửa khi không có người lớn. Không, tội phạm có thể vào nhà đó. Tôi xin lỗi. Không phải. Không phải. Trẻ em không được mở cửa khi không có người lớn. Nếu không, tội phạm có thể vào nhà đó. Còn nít. La 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 la
lại. Dừng lại ngay đi. Trẻ em không được chơi ngoài trời khi không có người lớn giám sát. Luôn phải có người lớn hơn có thể bảo vệ khỏi kẻ xấu đó. Bye bye. Bye bye.